Đây chúng ta sẽ làm nhanh cái bài thao tác về mảng, sau đó thì chuyển thập phân, nhị phân. Rồi ở đây chúng ta có quản lý mảng. Quản lý mảng ha. Như vậy ở đây chúng ta sẽ viết dạng hàm nhé. Như vậy chúng ta sẽ có là nhập mảng. Như vậy sau khi mà chúng ta vào nhập mảng thì chúng ta sẽ lấy ra được một cái mảng. Như vậy lúc này các bạn sẽ khai báo một cái mảng in nhập mảng. Và với cái mảng này thì chúng ta sẽ đưa vào là cái mảng chúng ta cần nhập bao nhiêu phần tử. Hoặc là chúng ta đưa vào một cái mảng mà chúng ta lấy ra. Như vậy ở đây chúng ta thử gọi nhập mảng ở dưới này. Mảng này chúng ta nhập mảng. Thử coi. Còn không nếu mà mình nó báo lỗi thì mình sẽ phải khai báo ở bên trong. Nhập mạng. Bây giờ mình thử như này mình khai báo. Nếu như mà các bạn dùng cái kiểu dữ liệu của C của Java thì các bạn sẽ khai báo như thế này, nó rất là tiện. Còn đối với chúng ta khi mà các bạn dùng C thì chúng ta sẽ phải khai báo một cái mảng và chúng ta đưa cái mảng nó vào ở đây, và với số phần tử thì số phần tử này chúng ta cũng đưa vào luôn. Thì cái này nó đối với lại ngôn ngữ C thì nó hơi khó, lập trình nó hơi dài dòng hơn tí xíu. Thì ở trong này các bạn phải khai báo cái mảng là khai báo trong này với một cái mảng A, một cái mảng A n phần tử nào đó, ví dụ như mình cho 10 phần tử hoặc 100 phần tử, và n là số phần tử chúng ta thực tế chúng ta xây dựng lại cái hàm nhập này đó. Thì lúc này ở dưới này chúng ta sẽ viết một cái hàm nhập mảng dựa trên cái n đó. Như vậy mảng của chúng ta thì ở đây các bạn sẽ khai báo trước một cái mảng, ví dụ mình cho là 20 phần tử, và ở đây mình đưa mảng vào phẩy và mình nhập mảng này 5 phần tử thôi. Mình cho tối đa là 20 nhưng mình nhập 5 thôi. Như vậy thì các bạn vào bên trong này chúng ta nhập mạng. Rồi. Để nhập được mảng thì chúng ta phải lặp đi lặp lại n lần. N lần. Thì chúng ta sẽ làm gì? For. Mà muốn for thì phải khai báo biến biến y index for y bằng 0 chấm phẩy y cộng y nhỏ hơn n chấm phẩy y cộng cộng. Có bạn đến giờ này lớp 6 mà thầy yêu cầu là nhập lại hai số, tính tổng hai số, không biết viết. Thầy không hiểu là các bạn về ôn kiểu gì. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ xuất ra một câu. Các bạn phải xuất ra hôm trước là thầy chỉ ghi rất là đơn giản. A phần trăm D bằng. Rồi, thầy ghi đơn giản như thế. Bây giờ tí nữa.
hơn tí ha. Phần chúng ta ghi và A thứ Y, nhập vào A thứ Y. Như vậy thì chúng ta đã nhập được mạng. Ta nhập được mạng. Rồi, bây giờ nếu trong trường hợp mà chúng ta kết thúc cái mảng này, thì khi chúng ta ra khỏi cái mảng này nó có còn giữ lại cái giá trị của chúng ta hay không? Chúng ta thử làm một cái hàm xuất mảng. Xuất mảng cũng tương tự như vậy. Thì chỗ này chúng ta sẽ phần trăm d phẩy y phẩy à, phía trên mình thiếu y rồi, thứ y phía trên chỗ này mình thiếu y, mình có phần trăm d mà mình thiếu y rồi. Như vậy là chúng ta sẽ xuất được mảng ra xuyệt n, nhập mảng và xuất mảng. Nhập mảng 5 xong, chúng ta sẽ xuất mảng. Xuất mảng nó báo lỗi gì đây? Báo lỗi gì các bạn? Chưa khai báo ở bên trên cho nên nó không biết xuất mảng là cái gì. Rồi, chúng ta nhập vô nhập mảng và xuất mảng. Cái chữ nhập mảng này chúng ta chưa chưa đổi do chúng ta copy xuống chỗ này, chúng ta chưa đổi. Rồi, được chưa? Như vậy chúng ta đã hả? Lỗi không thấy. Ok. Rồi. Như vậy nhập mạng chúng ta nhập 4 5 6 7 8. Xuất mạng 4 5 6 7 8. Như vậy chúng ta đã nhập được mạng và xuất được mạng. Đó, nhập được mảng và xuất được mảng. Được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ thao tác ở trên này và chúng ta lấy ra được là tìm ra phần tử có giá trị lớn nhất. Tìm ra phần tử có giá trị lớn nhất thì chúng ta chỉ cần đi dò tuần tự. Dò tuần tự. Tức là xem bạn này lớn không? Nếu mà không cho là bạn đầu tiên là lớn nhất. So sánh cái lớn nhất đó với cái thứ hai. Nếu mà thứ hai lớn hơn thì thứ hai là lớn nhất. Còn nếu mà thứ hai nhỏ hơn thì bỏ qua. Như vậy phương pháp mà chúng ta diệt tuần tự khá là đơn giản. Như vậy thì chức năng của chúng ta các bạn sẽ đưa vào chỗ này tìm giá trị lớn nhất. Và sau khi chúng ta vào mảng A với số phần tử là n thì chúng ta sẽ trả ra giá trị lớn nhất của mảng A là bao nhiêu. Thì kết quả trả về chúng ta dùng in. Và chúng ta sẽ viết cái giá trị lớn nhất ở đây. Chúng ta làm gì? Như vậy các bạn cũng khai báo biến và for. Như vậy khai báo biến y và chỗ này chúng ta sẽ không có sử dụng câu câu chào, bởi vì hàm của mình là mình sẽ chạy và lấy ra giá trị lớn nhất. Chứ còn nếu mà bạn xuất câu chào nó sẽ rối trong quá trình mình viết trong quá trình mình chạy chương trình. Và chỗ này y mục và chúng ta khai báo một cái lớn nhất.
lớn nhất. Như vậy vô đây chúng ta không phải gán mà chúng ta sẽ làm gì? Vậy trước tiên các bạn sẽ gán lớn nhất bằng gì đã? Phần tử đầu tiên. À không. Như vậy lúc này chúng ta sẽ for đến từ mấy? For bắt đầu từ mấy? Nếu như các bạn for từ 0 thì A0 sẽ so sánh với A0, nó rất là phí. Cho nên mình so sánh với 1. Nếu đây, nhập vô hai số, thầy yêu cầu tìm cho thầy số lớn nhất. Các bạn không biết làm sao, chỉ cần hai số thôi. Như vậy là các bạn chưa có cót, về nhà chưa từng cót lại luôn. Ở đây là một cái chúng ta đang muốn so sánh hai gì? So sánh cái gì với cái gì nào? Không phải A0. Chúng ta so sánh lớn nhất với A1 chứ không phải A0. Và cũng chẳng phải A1 mà lớn nhất với AI. Y bằng 1 thì A1, Y bằng 2 thì A2. Như vậy chỗ này nếu như A tứ Y mà lớn hơn lớn nhất, nếu A tứ Y mà lớn hơn lớn nhất thì sao? A lớn nhất sẽ bằng A thứ tứ Y. Đó, trong trường hợp cái vòng for này nó vượt qua thì chúng ta sẽ tìm lớn nhất là số mấy. Và chỗ này thực sự chúng ta cũng không cần mở đóng ngoặc, bởi vì có một lệnh if là con của for, một lệnh gán là con của if. Như vậy chỗ này chúng ta không cần mở, không cần đóng ngoặc, chỗ này cũng được. Các bạn mở đóng ngoặc cũng được. Rồi, và cuối cùng chúng ta sẽ return lớn nhất. Như vậy chúng ta đã có giá trị lớn nhất. Đây là giá trị. Tìm ra được lớn nhất là số mấy. Rồi, chúng ta có thể ở chỗ này chúng ta tìm ra giá trị lớn nhất của mảng 5 phần tử. Mình gọi vậy được không? Giá trị lớn nhất của mình là đây. Mình gọi như vậy được không? Trong cái giá trị lớn nhất của mình có cái gì để xuất ra không? Không. Mà nếu không xuất thì bạn gọi như vậy, bạn đâu có thấy gì đâu. Nó chạy rồi nhưng mà nó sẽ không có cái gì mà ảnh hưởng để mà xuất ra hết. Cho nên chỗ này nếu mà muốn dùng cái hàm giá trị lớn nhất thì chúng ta sẽ print giá trị lớn nhất của mảng phần trăm D, và chúng ta gọi cái hàm giá trị lớn nhất của mảng ra thì nó chạy và nó sẽ xuất ra giá trị lớn nhất của mảng. Đó. Rồi, mình chạy thử xem nào. Ví dụ như mình nhập vô ngẫu nhiên. Giá trị lớn nhất của mảng là 9. Bây giờ mình không tìm giá trị lớn nhất mà mình tìm vị trí lớn nhất. Vị trí mà có cái phần tử lớn nhất thì mình tạm gọi là vị trí lớn nhất. Vậy ở chỗ này cũng là cái hàm tương tự như vậy, nhưng mà thay vì trả về giá trị thì chúng ta sẽ trả về vị trí. Vậy chỗ này mình để là lớn nhất cũng được, hoặc mình để là mình thêm một cái nữa, vị trí. Mình thêm một cái nữa là vị trí. Vị trí mình sẽ gán bằng 0 ban đầu. Thì lớn nhất mình cũng cho là A0.
Và tương tự như vậy thì trong cái lệnh if này, trong cái lệnh if này mình không chỉ làm cái lệnh này mà mình cần phải làm gì nữa? Mình cần phải lưu cái vị trí lại. Như vậy lúc này vị trí sẽ bằng bằng y. Nếu như tìm thấy một số nào đó mà lớn hơn lớn nhất hiện tại thì giữ cái vị trí đó lại. Nhưng vẫn phải có một cái biến lớn nhất để chạy. Mình mới tìm được lớn nhất ở đâu. Và cái cuối cùng là chúng ta return về, chúng ta không return lớn nhất mà return gì? À, return vị trí. Như vậy, lúc này các bạn sẽ có được vị trí lớn nhất là mấy? Vậy lúc này chúng ta sẽ tìm được giá trị lớn nhất của mảng rồi tại 2 chấm phần trăm d. Và lúc này chúng ta sẽ gọi gì? Gọi vị trí lớn nhất. Rồi chúng ta chạy lại. Ví dụ 7, 9, 4, 6, 8. Như vậy ở vị trí mấy đây? À không thấy. Rồi ok. Giá trị lớn nhất của mảng là 9 tại vị trí 1. Như vậy thì thường là người ta tìm lớn nhất theo cái vị trí này là tiện cả đôi đường. Vậy thì chỗ này chúng ta chỉ cần có được vị trí, mà có được vị trí thì có được giá trị không? Mình lấy mảng thứ vị trí thì nó ra giá trị rồi. Thì thường mà người ta tìm lớn nhất hoặc là nhỏ nhất hoặc là cái gì đó thì thường người ta chỉ ra cái vị trí thôi. Đó. Và tương tự như vậy, tìm kiếm một phần tử trong mảng. À, chỉ ra vị trí của phần tử đó nằm ở đâu, có hay không. Nếu có thì chỉ ra vị trí trong mảng, còn nếu không có thì sao? Bình thường khi mà các bạn tìm kiếm thì giả sử như có một người yêu cầu các bạn ra chợ kiểm tra cái sạp hàng bán trà sữa nằm ở đâu, cái quầy bán trà sữa nằm ở đâu, phải không? Đi vô siêu thị chạy lên Aeon rộng mênh mông luôn, chạy về báo người ta là có hết hoặc là không hết, thì cuối cùng cái người chủ đó có đi đến tiệm trà sữa đó dễ dàng không? Vậy thì mình về mình báo gì? À, ở quầy số mấy, tầng mấy. Thì lúc nãy vừa báo có không được luôn, nhưng mà chỉ ra được vị trí chính xác thì nó sẽ hay hơn là có đúng không? Vậy thì nếu trong trường hợp mà mình báo vị trí, vậy lỡ như không có thì vị trí số mấy? Mấy? Không là cũng vị trí có nha, là vị trí đầu tiên. Vậy nếu mà không tìm thấy thì vị trí là mấy? Trong mảng của mình vị trí bắt đầu từ mấy? 0, 1, 2, 3, 4. Tức là số nguyên dương. Vậy thì không phải số nguyên dương thì là không có. Vậy là mấy? Giả sử âm 1. Nếu như âm 1 là không thấy. Đó là mình quy định. Rồi ok. Như vậy chỗ này chúng ta viết một cái hàm tìm tìm kiếm mảng y n và tìm cái gì? Tìm
tìm số đi, tìm kiếm trong mảng với n phần tử số số nào và trả về vị trí của số đó. Và lúc này chúng ta sẽ viết một cái hàm tìm kiếm, viết một cái hàm tìm kiếm thì tất nhiên trong này chúng ta cũng có y, cũng có for, int for y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn n chấm phẩy y cộng cộng. Và nếu trong trường hợp gì nào, nếu sao tìm thấy, sao biết thấy, nếu a thứ ý bằng quẳng bằng gì, cái mình cần tìm là gì, số. Nếu a thứ y mà bằng số thì làm gì nào, vậy là tìm thấy chưa, tìm thấy chưa đây, nếu mà a thứ y bằng bằng số thì tìm thấy chưa, rồi rồi thì sao, chạy về được rồi, làm gì, rí return thứ ý. Nếu như mà trong vòng lặp mà chúng ta tìm thấy AI bằng số thì return. Còn nếu mà ra khỏi vòng lặp mà không tìm thấy thì chúng ta làm gì? Nếu mà lặp xong duyệt hết mảng rồi mà vẫn không thấy. Mới vừa nói nãy không tìm thấy tức là trừ một, còn nếu mà ngay vị trí đầu là nó đã là vị trí không rồi, mình đâu có gắn không được, vị trí không, vị trí một, vị trí hai cho đến vị trí thứ n là nguyên dương. Còn nếu mà mình duyệt kết mảng mà không thấy thì mình return trừ một. Vậy làm sao mình kiểm tra cái hàm này đây? Như vậy trong vòng for này, à, xin lỗi, trong cái hàm main này, giả sử chúng ta tìm tìm một cái số nào đó trong cái mảng mà chúng ta mới nhập, vậy thì sau khi tìm xong trả ra một giá trị và chúng ta sẽ kiểm tra cái giá trị đó khác âm một hay là không. Như vậy thì trên này chúng ta cũng khai báo một cái vị trí và ở đây chúng ta muốn tìm thì chúng ta lấy vị trí bằng tìm kiếm mảng 5 phần tử, giả sử như số 6 mình muốn tìm số 6 thì xuống đây mình sẽ kiểm tra nếu như vị trí khác âm 1 thì print print phần tử hoặc là số phần trăm d có trong mảng tại phần trăm d. Như vậy chỗ này cái số mình lấy luôn mất tiêu rồi, bây giờ mình khai báo một cái số ở đây đi, số bằng 6 đi, thì chỗ này số vô thì mình có thể gọi được ở dưới, chứ còn nếu không mình không gọi được. Như vậy số phẩy vị trí, như vậy mình đã tìm được vị trí. Còn không, không tìm thấy,
Số D không có trong mạng. Và chúng ta chỉ cần xuất cái số ra thôi. Đó, số D không có trong mạng. Như vậy, mình sẽ nhập vô có số 6 đi. Số 6 có trong mảng tại vị trí 2. 6 có trong mảng tại vị trí 2. Có một cái dòng, nó không xuống dòng ha. Khi mà các bạn code mà các bạn thấy không xuống dòng thì các bạn đi tìm sửa. Rồi, tương tự như vậy, chúng ta sẽ nhập một cái mảng mà nó không có số 6. Như vậy thì chỗ này các bạn phải linh hoạt nha. Nhập số cần tìm nha, chứ không phải là để gán số 6 như cố định như vậy. Rồi, mảng của mình cũng giống như là số phần tử cũng vậy. 6 tại vị trí 4. Quên lùm, thầy đã nhập tiếp có số 6 rồi. Và tương tự vậy các bạn chạy, nếu mà không có thì nó nhảy xuống đây thôi. Tìm kiếm. Bây giờ còn gì nữa? Sắp xếp. Tìm được lớn nhất thì tìm được nhỏ nhất không? Rồi, ok. Các bạn sẽ sắp xếp. Sắp xếp. Sắp xếp mảng A trăm phần tử chỗ này chúng ta để tăng dần hoặc giảm dần tùy ở chỗ này, nếu như mà các bạn làm tăng dần và giảm dần trong cùng một hàm thì các bạn thêm một tham số nữa. Bây giờ thầy viết riêng đi, sắp xếp tăng. Sắp xếp tăng. Bây giờ sắp xếp thì làm sao ta? Xem hai người đứng liền kề. Ví dụ như mình muốn tăng. Tăng tức là người đầu tiên là nhỏ nhất. Vậy xem hai người mà đứng liền nhau, người trước mà lớn hơn người sau, thì đổi vị trí. Và cứ thế đi một lượt là mình lấy được bạn lớn nhất về phía sau. Và như vậy mình đã có được một phần tử rồi, thì coi như là cái hàng phía trước mình đã sắp được một phần tử ha. Như vậy phương pháp này chúng ta sẽ dùng phương pháp nổi bột, là phương pháp dễ nhất trong sắp xếp. Ta sẽ dùng hai vòng for lồng nhau y và z. Như vậy chúng ta sẽ for y chạy từ 0, y nhỏ hơn n, y cộng cộng. Và chúng ta dùng một vòng for thứ hai, z bằng y cộng 1, chính xác. Tại vì mình so sánh y bằng 0 và z bằng y cộng 1, tức là A1, mình so sánh A0 và A1. Như vậy chỗ này phải là cộng. Và Z chạy đến chỗ này, đảo lại tí xíu, N trừ 1 là N chấm phẩy Z cộng cộng. Nếu bây giờ mình muốn tăng hay là giảm, nếu ở đây là mình đang tăng thì cái phần tử sau
á, phần tử trước mà lớn hơn phần tử sau, tức là á thứ y, a thứ y mà lớn hơn a thứ z thì làm gì? Đổi chỗ, hoán vị. Đổi bằng cách nào? À, thêm một biến tạm. Giống như là mình có hai người đang đứng thì tất nhiên hai người không thể đổi chỗ nếu không có một vị trí thứ ba. À, vậy mình có một vị trí thứ ba là một biến tạm để cho cái bạn AI này đứng qua đây. Rồi, mình sẽ lấy AI bằng A, AC và A, Z bằng tạm. Cái này chúng ta gọi là hoán vị, thay đổi giá trị, thay đổi giá trị giữa hai biến AI và AD. Sau khi chúng ta có một cái vòng for như vậy thì chúng ta đã sắp xếp xong mảng mảng của chúng ta. Rồi, chúng ta thử nào. Nhập mảng xong. Chỗ này là sắp xếp tăng mảng phẩy phần tử. Và chúng ta xuất ra lại. Sắp xếp mảng tăng ba năm sáu tám chín, mảng của chúng ta đã tăng sau khi chúng ta sắp xếp. Mảng chúng ta nhập 8 6 9 3 5 và chúng ta sắp xếp tăng 3 5 6 8 9. Như vậy chúng ta đã tăng. Nếu như bạn muốn viết giảm thì chúng ta thay gì? À, thay dấu chỗ này. Đúng không? Nếu như giảm thì thay dấu chỗ này. Hoặc là các bạn viết một cái tham số vô đây là xét tăng hay xét giảm. Như vậy xuống đây, nếu như xét tăng thì lớn hơn, còn xét giảm thì nhỏ hơn. Thì tùy mình sẽ ghép hàm. Như vậy trong cái yêu cầu của chúng ta, sắp xếp xong, xóa phần tử. Bây giờ ở trong này đối với lại mảng của C thì khi các bạn xóa, giả sử các bạn có vị trí này là 0, 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn có 5 thành 5 phần tử. Rồi, giả sử giá trị ở đây là 7, 5, 8, 9, 4, 6. Bây giờ mình xóa phần tử số 8 này đi. Xóa phần tử số 8 này đi. Vậy thì mảng mà sau khi xóa bốn này giờ lên, 6 này giờ lên. Được chưa? Như vậy thì thay vì mình xóa thì mình làm gì? Mình lấy 9 gán qua đây. Có hai số 9. Lấy 4 gán qua đây. Có hai số 4. 6 gán qua đây. Có hai số 6. Và mảng của mình bây giờ còn mấy phần tử? Nếu như mảng ở đây là thầy có 6 phần tử thì sau khi mà xóa một số thì còn mấy phần tử? 5. Tức là đến 4 thôi. Vậy lúc này mình gán lại n của mình sẽ bằng, lúc đầu là n bằng 6 thì sau khi mình xóa xong n bằng 5. Vậy mọi thao tác sau này mình chỉ for từ 0 đến 4. Còn cái số 6 này nó còn kệ nó. Không quan tâm. Đó. Không quan tâm tức là nó không tồn tại. Vậy thôi.
chứ không có cần clean gì hết, không cần xóa gì hết. Rồi đây là một cách mà chúng ta che giấu nó đi vậy thôi, chứ không có phải là mà mình nói xóa phần tử của mảng là mình phải delete nó ra khỏi bộ nhớ thì gì, không có. Như vậy thì ở chỗ này chúng ta sẽ viết một cái chương trình là xóa phần tử của mảng. Vậy chỗ này các bạn sẽ ghi là xóa, xóa phần tử. Vậy chỗ này bạn muốn xóa cái gì? Bạn đưa số số muốn xóa vào. Và khi xóa thành công hay không thì các bạn có thể trả về xóa thành công hay không bằng kiểu pull hoặc là dùng kiểu in. Tùy tùy mình quản lý. Đó. Nếu bạn muốn dùng kiểu pull cũng được, bạn dùng kiểu in cũng được. Như vậy chỗ này chúng ta sử dụng kiểu pull. Và xuống đây chúng ta sẽ sử dụng pull, trả về kiểu của chúng ta là pull. Nếu xóa được, và ở đây chúng ta sẽ viết hàm xóa. Vậy trong trường hợp nào là không xóa được? Trong trường hợp nào là không xóa được? Là không tìm thấy số muốn xóa thì lấy gì xóa? Như vậy thì nếu chỗ này rất là hay, tìm kiếm nè, mình sẽ gọi cái hàm tìm kiếm này luôn để nó được cả đôi việc. Mình sẽ khai báo trong này là vị trí sẽ bằng tìm kiếm của mảng A phẩy N phẩy số tìm kiếm. Nếu như vị trí mà bằng bằng trừ 1 thì mình sẽ làm sao? Return false. Nếu trong trường hợp mà vị trí không tìm thấy, return false. Còn nếu tìm thấy tại một cái vị trí nào đó thì cái việc của chúng ta hồi nãy là lấy phần tử phía sau gán lên phía trước và gán bắt đầu từ cái chỗ mà chúng ta tìm thấy á. Như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu for, chúng ta khai báo một biến y nữa. For y chạy từ vị trí, chứ mình bắt đầu từ vị đến y nhỏ hơn n, nhỏ hơn n, y nhỏ hơn n và y cộng cộng y nhỏ hơn n, y cộng cộng. Và chúng ta cũng làm cái việc này, hoán đổi a thứ y bằng a thứ y cộng cộng nhỏ hơn n. Khi mà các bạn nhỏ hơn n là nó sẽ bị lỗi ngay. Ví dụ như mình có 5 phần tử mà nó chạy đến 4, 4 mà bằng phần tử thứ 5 thì đâu có. Phải không? Cho nên chỗ này là 1. Rồi. Như vậy mình xóa phần tử. Và sau khi mình kết thúc xong thì số phần tử của mình, số phần tử của mình nó phải giảm đi 1. Số phần tử giảm đi 1.
chú ý chỗ này nó có giữ được giá trị của n hay không nha. Nếu như nó không giữ được giá trị của n thì mình phải làm gì? Chú ý chỗ này giúp thầy. Đó. Rồi. Như vậy ở trên này mình đã nhập được rồi. Phần chỗ này tạm thời mình bỏ đi, mình không có xài nữa. Nhập xong rồi, xúc. Xúc sau đó thì xóa. Xóa phần tử trong mạng. Phải. Ở chỗ này mình sẽ để n bằng 5. N xóa mạng n phải, ví dụ như mình xóa số 7, sau đó mình xuất mạng lại cũng là n luôn nha, xuất mạng lại cũng là n luôn. Như vậy thì chúng ta sẽ chạy thử cái chương trình của chúng ta. Nhập vào một mảng 5 phần tử. Xuất mảng. Mình quên nói là xóa số mấy mà phải không? Xóa mình xóa phần tử 7. Xóa phần tử 7. Chỗ này mình không có kiểm tra là xóa được hay không. Chưa đủ. Chỗ này mình sẽ kiểm tra. Nếu xóa thành công thì xuất hiện ra đã xóa phần tử trong mảng, đã xóa phần tử trong mảng. Còn không, không xóa được. Rồi, như vậy chúng ta sẽ xuất ra câu thông báo và dựa vào trên cái kết quả là cái hàm xóa này nó có xóa được hay không. Nó trả về kiểu true hay là kiểu false. Như vậy trong trường hợp mà false xong thì chúng ta sẽ giảm n trong này luôn và chúng ta sẽ nếu trường hợp ok. Và chúng ta sẽ return true. Nếu trong trường hợp mà chúng ta xóa được thì chúng ta sẽ return true. Chúng ta sẽ xóa số 7. Và bây giờ chúng ta nhập không có số 7. Xem nó có xóa được không. Không xóa được. Và mảng của chúng ta. Ủa sao tự nhiên chỗ này một không vậy? Mình chưa đưa y vô. chỗ print của cái hàm xuất. Được chưa? Chỗ print của cái hàm xuất chúng ta. Y mà ghi số 1 luôn. Rồi. Như vậy mình không xóa. Và nó sẽ có vấn đề chút chút chỗ này. Ví dụ 8 9 7 5 6 đã xóa phần tử 9 8 7 5 6 tại vị trí thứ y. Hả?
tại vị trí thứ y 01234. Rồi. Như vậy thì ở ngay chỗ vị trí xóa A thứ y bằng A thứ y cộng cộng. Mình vô đây mình kiểm tra nào. Chín 7, 8, 5, 6. Vị trí bằng 1. Rồi, ok. For y bằng vị trí. A 147 sao nó kết thúc liền rồi? Y bằng vị trí. Ừ, quên, tự nhiên y cộng cộng, y cộng 1 chứ sao y cộng cộng. Biết sao không? Y cộng cộng là y nó tự tăng luôn rồi. Cho nên là nó bị sai. Nó cũng tăng lên 1 nhưng mà nó tăng chính bản thân nó luôn. Rồi, số 7. Đây, vấn đề của nó chỗ này đây. Vấn đề gì ta? Nó vẫn chạy đến đâu? Nó vẫn chạy đến A4. Nhưng mà N của mình giảm rồi mà. N của mình giảm rồi, sao nó không lấy N mới? Sao nó không lấy N mới mà nó lấy N cũ vậy? Đây, vấn đề phát sinh của các bạn là chỗ này đây. Mình xóa xong rồi, sau khi mà mình xóa xong thì mình đã giảm n rồi. Nhưng chỗ này là chúng ta tham trị. Cho nên cái mảng này nè, nó có cái hay á là bản thân cái mảng là nó giống như con trỏ. Hôm trước là mình nhớ cái hàm hoán vị không? Mình đưa con trỏ vào nó mới hoán vị được. Bản thân cái mảng khi mà mình khai báo in mảng 20 là nó tự động nó khai báo 20 con trỏ, 20 con trỏ in. Cho nên cái hàm sắp xếp của mình á, mình không nói gì hết, mình sắp xong mình ra khỏi cái hàm sắp xếp nó vẫn còn giữ vị trí, hoặc là cái mình nhập xong nó vẫn còn giữ mặc dù là mình kết thúc cái mà hàm đó rồi, mặc định. Còn đối với cái n của mình thì các bạn không giữ được vị trí. Cho nên mình đổi lại tí xíu đối với lại cái hàm xóa thì chỗ n này thầy không đưa vô giá trị của n mà tí nữa thầy sẽ đưa vào địa chỉ của n. Được chưa? Rồi. Như vậy thì ở trong cái hàm xóa này chúng ta phải đổi lại. Đó, trong cái hàm xóa này chúng ta đổi lại. Chúng ta sẽ tìm kiếm chỗ này. Tìm kiếm chỗ này. Nếu như mà chúng ta đưa n vô
nó không tìm được, thì chỉ là 600 mấy chục ngàn, chứ nó đâu có được cái số 5, số 7 đâu. Như vậy mình muốn lấy giá trị ở đây, mình đưa vô mình tìm kiếm, thì thử xem ở chỗ này nếu như mà chúng ta khai báo N thì chúng ta tạm thời ẩn hết mấy cái này đi. Chúng ta vô đây chúng ta kiểm tra một cái, chúng ta sẽ xuất ra, phần trăm. Các bạn khi mà làm, các bạn làm giống như thầy để các bạn dễ điều khiển được nó. Thứ nhất là chỗ này bạn cũng phải sao mới được nè. Rồi bạn xuất sao N và N. Chú ý chỗ này giúp thầy nha. Đó, để mình xem được là nó đang xuất cái gì. Amen. Khi xóa này thì nó không có hiểu được là mình đưa cái giá trị, đúng rồi, tại mình phải đưa địa chỉ ở trên kia là mình khai báo sao mà. Gì đây? Escape. INT địa chỉ. Quên cái chỗ này rảnh quá. Rồi mình sẽ chạy và mình xóa số 7. Ok, đây nó xuất ra cho mình nè, 5 và địa chỉ. Như vậy cái năm này là cái gì, mình xuất cái gì trước? Nó ra số 5 nè, nó ra địa chỉ nè. Như vậy số 5 tức là sao N, còn N thì bây giờ ngược lại là địa chỉ. Cho nên lúc này chúng ta for là for với cái gì? Nếu mà chúng ta for chỗ này là gì, mình đưa cái gì vô đây? Mình đưa số 5 vô đúng không? Mà hồi nãy mình xuất số 5 là cái nào? À, sao N, sao N. Sao N. À, xóa vị trí không? Rồi chỗ này 6 n trừ 1, chỗ này mình sẽ có một cái
INTA bằng sao N đi cho nó dễ. Sao N trừ trừ nếu tìm thấy. Rồi, ok. Như vậy sau khi mình tìm xong, mình xuất mãn. Mãn của mình là 8, 7, 9, 4, 5. Chưa được. Nó vẫn còn 5 năm. Trừ trừ e trừ trừ e Rồi, ok, xong. Rồi, để A trừ trước rồi gán. Tại nãy mình quên mình gán à. Gán trước rồi mới trừ. A trừ trừ. Trừ 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 A. Nó trừ trước rồi nó gán. Rồi ok, như vậy là xong cái phần xóa. Cái này chúng ta sẽ truyền tham biến cho nó. Truyền tham biến.